Hey, xin chào tất cả các bạn. Chắc hẳn ở đây ai cũng có từng có tuổi thơ dữ dội là chơi GTA đúng không? GTA Vice City hoặc là GTA San Andreas. Thì cái điều ức chế nhất khi chúng ta chơi game là chúng ta thường bị mắc phải lỗi. Cái lỗi ở đây không cho phép chúng ta chơi game được. Cứ bị đứng hoài luôn à, đứng ngoài hoài luôn. Thì lỗi mình ở đây mình đề cập đến là cái lỗi mà GTA nó recurs at least đây nè. DirectX version 9.0. Mình đọc tắt là DirectX. Ok, nghĩa là nó đòi hỏi ít nhất là cũng phải cái version 9.0 mà cho chơi. Cái lỗi này có hai nguyên nhân. Một là do máy bạn thiếu cái phần mềm DirectX này. Hai là cái bạn máy bạn có nhưng mà nó bị vô hiệu hóa. Chúng ta cần phải bật nó lên. Mình sẽ chỉ các bạn cách khắc phục cái lỗi thứ hai. Lỗi thứ nhất mình sẽ đề cập ở cuối video. Ok, khắc phục rất là đơn giản. Các bạn đầu tiên các bạn vào control panel cho mình. Sau đó control panel, sau đó vào program. Ở đây có hình cái khiên nè. Turn Windows filters on or off gì đó. Nhảy vô. Ok. Ở cái mục Legacy này nè, bạn đúp vô cho Direct Play, bạn tích vô, đó. Nghĩa là nó từng được tích, bây giờ nó bị bỏ tích rồi, giờ mình tích nó lại. Sau đó mới ok và đợi nó thống nhất với nhau. Nó cài đặt ở trong đó, cái gì đó kệ cha đi, không quan tâm đâu. Đợi nó load xong, mình xoắn tiếp. VL luôn. Ok, được rồi. Ok, ta sẽ bật game mình thử. Vâng. Tuyệt vời. À, cái này là GTA bản mod của mình. Mình đã mod nó. Nó bị lỗi ở bên trong rồi. Lỗi này không ảnh hưởng gì đâu. Chỉ có mình mới bị thôi. Thật ra thì nó vẫn chưa ổn định. Rồi vẫn chơi được bình thường. Ok. Ok, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục cái lỗi thứ nhất. Đây phải là cái lỗi mà là thiếu file. Cái file mình nói là cái file DirectX giống nãy mình nói đó. Thì các bạn có thể truy cập vào kênh review.com là trang web của mình để tìm hiểu thêm thông tin về DirectX. DirectX này mình viết bài viết về DirectX 11 luôn, là bản mới nhất của Microsoft. Ok. Có đường link luôn các bạn bị tích vào. Sau đó bạn tích vào đây nè để captcha nó. Để cho nó biết mình không phải là người máy, sau đó đợi 3 giây. Nó đi delay 3 giây để chúng ta không phải là spam link. Ok, không get link. Cái file này mình đã up lên trên file cài này mình up lên trên Google Drive để các bạn có thể tải được với tốc độ cao nhất. Và không cần có archive hoặc là get link hay là sao đó. Chỉ việc bấm nút tải thôi. Ok. Đây, tải xuống DirectX 11.rag 96M. Cái file này mình đã tải về rồi. Trong ADM của mình. Mình sẽ bật nó lên. Ok. Chỉ web mình không cần nữa. Bạn có thể giải nén nó ra hoặc là chạy luôn trên nền tảng của WinRAR. Ok, yes, chọn accept, next và đợi nó cài đặt là xong, thoải mái. Quá đơn giản không à. Ok, đã cài đặt xong. Bây giờ chỉ việc bật game lên và thử thủ thôi.
FL đúng không ạ? Ok, vào được game này. Đây là bản mod nó khá là nặng nên mình đã chỉnh cấu hình xuống mức gần như thấp nhất rồi. Các bạn thông cảm nha. Thôi nhá. À, rồi. Liberty City năm 1992. Vẫn là anh da đen. Ok, nó hơi lắc. Mình quên hết chân phím rồi. Tóm lại là chơi được khá bình thường, không có gì đó. Mình đã mod bay luôn mọi thứ, không chết ở đâu, té đâu cao hoặc là súng bắn vậy đó. Nhiều thứ lắm. Thật ra mình còn mod thêm cái hack của thằng GTA 5, GTA V. Này là cái gọi là cái weapons wheel. Ok. Rồi, thể hiện đủ rồi. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy like và share, đặc biệt là subscribe để ủng hộ cho channel. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Love you guys.